Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vũ Quang, trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhờ có cách làm sáng tạo, biết phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, nên hàng năm các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần đưa bộ mặt của thị trấn ngày càng khởi sắc đi lên, đời sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của thị trấn 5 năm qua, có thể thấy rõ thành tựu về phát triển kinh tế. Để bộ mặt thị trấn ngày càng phát triển đúng tầm vóc, quy mô, hàng năm cùng với triển khai chỉ thị nghị quyết các cấp, Đảng ủy thị trấn Vũ Quang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Nhờ đó phong trào đã lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy tiềm năng thế mạnh của khu vực trung tâm huyện lỵ, thị trấn đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, quan tâm tạo điều kiện cho nhiều tổ chức cá nhân thành lập mới các doanh nghiệp, công ty cũng như mở rộng các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là thương mại dịch vụ. Nhờ đó đến nay toàn thị có 11 hợp tác xã, tổ hợp tác, 19 doanh nghiệp, 258 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ cho thu nhập cao. Đặc biệt, nơi đây cũng đã thu hút được các công trình dự án lớn tầm cỡ quốc gia như dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi, nhà máy thủy điện Ngàn Trươi. Cùng với đó, thị trấn còn tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, nên đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Qua 5 năm, toàn thị đã xây dựng được 27 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, nâng tổng số 41 mô hình. Rất là nhiều nông dân từ trước đến nay họ làm vườn, và kể cả bản thân tôi có thu nhập vẫn có, vườn vẫn trồng, nhưng mà chưa bao giờ thấy đẹp, chưa bao giờ thấy đẹp như lúc này cả. Là vì nắng hiện nay là có cái chương trình nông thôn mới rồi xây dựng đô thị văn minh làm vườn mẫu, mà đặc biệt ấn tượng nhất đối với bản thân tôi là công cái chương trình xây dựng vườn mẫu. Nói thật với các đồng chí là hiện nay cái làm vườn mẫu là một cái chương trình rất ấn tượng với nông dân, có tính lan tỏa, và sau khi thành công vườn mẫu thì là hiệu quả thu nhập của bà con nông dân có thể tăng 1, 2, 3, thậm chí có hộ tăng 10 lần. Thành thử ra tuy là tuổi đã cao nhưng tôi xác định như thế này: mình già rồi nhưng mà mình phải làm gương cho đảng viên, làm gương cho con cháu, là làm gương cho cả khổ nông dân để làm vườn mẫu, xây dựng cái vườn cho đẹp, có thu nhập. Kinh tế của thị trấn tiếp tục ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 266 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,46 triệu đồng trên năm, tăng 7,08 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,72%, giảm 3,78%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Có thể nói, bằng sự đoàn kết, nhất trí trong hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, điều hành có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nên đến nay thị trấn Vũ Quang đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, mang dáng dấp của một đô thị văn minh trong tương lai không xa. Thì trước cái tình hình theo cái xu hướng phát triển của thị trấn á, thì nhà chị là thấy cái nhu cầu ở người dân thì cũng có nhiều cái cần thiết, cho nên là vừa trong nhà chị cũng xác định là mạnh dạn để là vay vốn mở mang hay làm ăn á. Thì sau khi thời gian làm ăn thì tất cả các cái mặt hàng nhà chị đấy thì cũng ứng được đầy đủ cả cái hướng giá dùng, rồi là đồ điện tử, điện lạnh, rồi tất cả này chúng nó đa dạng hóa cả cái mặt hàng, thì giá cả thì ở đây cũng rất là phải chăng. Thì sau khi cùng mạnh dạn mân ăn thì từ đó đến nay thì gia đình cũng có những cái thu nhập mang tính cũng ổn định. Xác định kết cấu hạ tầng có vai trò rất quan trọng, được xem là chìa khóa mở ra những cơ hội mới cho thị trấn Vũ Quang phát triển, đặc biệt là xây dựng thành công thị trấn, trở thành đô thị văn minh, phát triển. Trong những năm qua, thị trấn Vũ Quang đã thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị trấn luôn thực hiện đạt và vượt kế hoạch làm giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.
gần 36 tỷ đồng đầu tư cho kết cấu hạ tầng trong 5 năm qua là con số không hề nhỏ, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong việc xây dựng thị trấn, thực sự đúng tầm với trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội. Đến nay, cơ bản cơ sở hạ tầng của thị trấn được đầu tư, xây dựng. Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt 100%. Nhiều tuyến đường được nhựa hóa kiên cố. Các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang như trụ sở, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trường học, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Thực hiện đề án xây dựng đô thị văn minh, đến nay thị trấn có 2 tổ dân phố văn minh, 16 vườn mẫu, 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP. Với cái tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong chi bộ cũng như là ban mặt trận, ban phát triển, các chi đoàn, chi hội vào cuộc đồng tình cao, cho nên là số lượng công việc được giao thì đến thời điểm hiện tại thì là cơ bản là 50% là đạt được cái chỉ tiêu. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy thị trấn, đó là về chi bộ triển khai kế hoạch tại chi bộ, học hợp và quán triệt đến từng đảng viên và nhân dân. Từ chỗ đó, đảng viên cùng những nhân dân đã thông suốt và đồng thời nhiệt tình ủng hộ về ngày công cũng như tiền của để đóng góp xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt là có những cụ như vậy 70-80 tuổi đều vẫn ra tham gia hưởng ứng lao động cùng với nhân dân, cùng tổ dân phố để là làm sạch là đô thị và làm đẹp đô thị. Bên cạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Vũ Quang cũng đã đặc biệt quan tâm đến phát triển văn hóa, y tế, giáo dục. Nhờ đó, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển sâu rộng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm đúng mực. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được các nhà trường triển khai hiệu quả. Hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%. Có 5 trên 6 tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ người dân được khám, chữa bệnh đạt trên 92%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt trên 95%. Học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng lên. Hiện nay, các trường học trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng khang trang đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang tiến hành xây dựng trường trọng điểm cấp huyện. Gắn với phát triển kinh tế xã hội, trong 5 năm qua, thị trấn Vũ Quang đã chú trọng công tác củng cố quốc phòng an ninh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy thị trấn phát triển toàn diện. Vì vậy, thị trấn đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, hàng năm thị trấn luôn quan tâm tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để điểm nóng, bất ngờ, không có các tai tệ nạn xã hội diễn ra. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn cơ bản ổn định. Sự thay đổi của thị trấn rất rõ nét. Trước hết là cơ sở xây dựng cơ sở hạ tầng, các trụ sở, rồi là cả trường học, rồi trạm xã là được củng cố đầy đủ. Các cái công trình giao thông nông thôn đã được thay đổi rất nhiều, làm được rất nhiều. Đảng viên, người dân thấy được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong việc làm là ít quốc lời giá, ít nước lời nhà, cho nên là tham gia là rất đầy đủ, nhất là các cái cuộc tham gia về xây dựng là bồn hoa cây cảnh, rồi là dọn dẹp vệ sinh ở các đường làng ngõ xóm, rồi là ở các cái nhà văn hóa của các thôn xóm phong quang sạch đẹp. Mặt khác nữa là ở từng hộ, từng gia đình đã có tinh thần trách nhiệm, có những hộ là đã từng hiến cây, hiến đất, hiến công để cho thị trấn xây dựng các cái công trình. Đến với thị trấn Vũ Quang hôm nay, người ta có thể dễ dàng nhận thấy những đổi thay của con người và vùng đất này so với những năm về trước. Có được sự thay đổi đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị từ thị đến tổ dân phố. Bởi thị trấn xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, trong những năm qua, thị trấn Vũ Quang đã đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, đơn vị đã tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên quan tâm công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Nhờ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy tốt quy chế dân chủ trong đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực công tác, nên nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 34 đảng viên mới, hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những cái kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thì nhiệm kỳ tới này thị trấn xác định, đảng bộ thị trấn xác định có 3 cái đột phá. Thứ nhất, đó là tổ chức lại sản xuất, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ du lịch. Cái thứ hai là điều chỉnh ra thoát các quy hoạch, thu hút đầu tư để phát triển các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội để xây dựng đô thị loại 4. Cái thứ ba là tiếp tục tập trung cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt gắn với cái giai đoạn gắn với nhiệm vụ trong thời giai đoạn tới. Để thực hiện được các cái đột phá này thì chúng tôi đề ra một số xây dựng một số chỉ tiêu chỉ như sau. Cái thứ nhất, trong phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng trên người trên năm. Cái thứ hai là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 2% trên năm. Cái thứ ba là mỗi năm thành lập được 1 đến 2 doanh nghiệp, 3 đến 4 hợp tác xã và phấn đấu mỗi năm có đến 2 đến 3 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Cái thứ tư đó là tập trung xây dựng 6 đến 6 tổ hoàn thành tổ dân phố văn minh và phấn đấu thị trấn đạt đô thị loại 4. Song song với phát triển kinh tế xã hội trên thị trấn thì công tác xây dựng chúng tôi xác định tiếp tục gắn với việc nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Điển hình như các cái đảng viên, các cái mô hình kinh tế gắn với cái việc khai thác tiềm năng lợi thế của thị trấn. 5 năm, quãng thời gian chưa phải là dài, song những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của thị trấn là đáng khích lệ và tự hào. Hiện nay thị trấn đã hoàn thành được 4 trên 10 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Chặng đường phía trước có nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Song đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Vũ Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, hợp sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng công cuộc đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Xây dựng thị trấn xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, là đô thị tỏa sáng của huyện miền núi Vũ Quang. Anh ơi về Vũ Quang, bên nhau ta ngược dòng ngàn trôi trong ngày mới.